danh ca Tô Trấn Phong và ca sĩ Nguyên Hà. Một người là danh ca có lượng băng đĩa bán chạy nhất thập niên 90 với một vóc dáng lãng tử và giọng ca ấm áp. Người còn lại được ví như bông hoa nở muộn của làng nhạc V-pop, hay nhiều người hâm mộ ưu ái gọi cô là người hát nhạc bình yên. Họ sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo cho giao lộ thời gian số tuần này, với rất nhiều điểm chung trong phong cách âm nhạc và quan điểm khi đến với âm nhạc. Có thể nói, giao lộ thời gian số này chắc chắn sẽ sưởi ấm trái tim và tâm hồn mỗi người bởi hai giọng ca nhẹ nhàng, êm dịu và đầy cảm xúc dù có sự khác biệt về tuổi tác, thế hệ. Ngoài trời còn mưa. Gió tha phương nhà ai kia, lửa reo bếp hồng trong lòng ta bỗng nhớ nhung xót xa. Thương bóng quê hương chiều mưa và dáng em thơ ngày xưa. Những bài song ca ăn ý, những bản mashup mới lạ cùng các bài hit vượt thời gian của hai ca sĩ khách mời, tất cả sẽ có trên giao lộ thời gian năm 2023 trên FPT Play.